Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi video. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ gửi tới quý vị khán giả mang thách thức hai chú chó này đi săn. Nó đang máu quá rồi. Rồi thì không để cho mọi người chờ lâu nữa thì mình sẽ cho bọn nó đi săn đây. Rồi, ngồi xuống. Ngồi. Bông ngồi không? Bông. Bông. Ngồi không? Bông. Ngồi. Ngồi không? Ngồi. Chờ. Yên. Chờ đấy. Chờ. Chờ đấy, chờ. Cho nó đi vệ sinh nhá. Vào đây. Đây. Bông. Bông. Đây.